đồng hồ Frank Muller được đặt theo tên của chính nghệ nhân cha đẻ, ông Frank Muller, người mang trong mình hai dòng màu đến từ Ý và Thụy Sĩ. Của mình giới thiệu hôm nay là chiếc Frank Muller Vanguard V41 Custom Full Diamond, là một sản phẩm đồng hồ với lớp vỏ được chế tác từ vật liệu thép không gỉ cao cấp, có đường kính 41mm và mặt số dáng toenail dạng thùng, được Frank Muller khai thác triệt để trong các thiết kế kinh điển của Vanguard, đem lại một tổng thể hoàn hảo và có các độ cong hoàn hảo giúp ôm sát cổ tay chủ nhân. Vành bezel của đồng hồ được hoàn thiện bằng phương pháp đánh bóng quen thuộc. Bộ khung bezel đem lại sự sao hoa bậc nhất khi khoác lên mình hàng trăm viên kim cương thu hút mọi ánh nhìn. Chiếc đồng hồ này sử dụng bộ tia cọc số Ả Rập chỉ giờ quen thuộc, nhưng vẫn không quên cho sự xuất hiện của hàng loạt viên kim cương được nạm đính chắc chắn khiến cả tổng thể mặt số tạo nên một cái nhìn sao hoa và đặc biệt thu hút. Mặt ô cửa sổ lịch ngày đặt khéo léo ở góc 6 giờ vô cùng hợp lý. Bên cạnh đó, chiếc đồng hồ được tích hợp dây da cá sấu cao cấp mang tông màu đen huyền bí kết hợp với mặt số, mặt kính chất liệu sapphire với khả năng chống sốc và chống xây sức, chối sức tuyệt đối, thể hiện được rõ cỗ máy cơ khí đẹp mắt hoạt động bên dưới. Bên cạnh đó, Frank Muller Vanguard V41 Custom Full Diamond cọc số đen dây đen này còn được trang bị bộ máy FM800 với mức chữ năng lượng lên đến 48 giờ và khả năng chống nước an toàn ở độ sâu 30m. Chiếc thứ hai là phiên bản màu xanh navy lấy cảm hứng từ vẻ đẹp hùng vĩ bí ẩn của đại dương bao la. Chiếc đồng hồ Frank Muller Vanguard Zatching V41 màu xanh navy này đã ra đời như một tuyệt tác nghệ thuật đầy cuốn hút với sắc xanh quyến rũ của biển cả cùng với thiết kế mạnh mẽ và tinh tế. Vanguard Zatching V41 không chỉ là một cỗ máy thời gian mà còn là biểu tượng của sự xa hoa đẳng cấp và tinh thần khám phá vô biên. Ở tâm của đồng hồ có biểu tượng la bàn với những đường nét tinh xảo và sắc sảo mang đến cảm giác của một cuộc hành trình chinh phục biển cả mênh mông. Mỗi lần nhìn vào chiếc đồng hồ, người ta như cuốn hút vào những làn sóng xanh biếc, những cuộc phiêu lưu không hồi kết trên đại dương bao la. Chiếc đồng hồ là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược của thương hiệu, tạo ra những cỗ máy thời gian không chỉ đo đếm thời gian mà còn là tôn vinh nghệ thuật và sự xa hoa. Mỗi chiếc đồng hồ